Thiên Hạ nói, có làm thì mới có ăn. Nhưng chưa chắc đâu, ở Hàn Quốc vẫn có một công ty không làm mà vẫn có ăn đó chính là SM. Sở Dĩ nói như vậy là vì một câu chuyện dở khóc dở cười liên quan đến vụ kiện của SM và Ngô Diệp Phạm năm xưa. Năm 2014, sau khi bày ra đủ lý do để kiện SM và có thể hủy hoàn toàn hợp đồng, quay về Trung Quốc hoạt động, Ngô Diệp Phạm vẫn không được công ty giải trí này buông tha. Tính đến hiện tại. Ngô Diệp Phàm vẫn còn hợp đồng với SM. Đồng cảnh ngộ với Ngô Diệp Phàm lúc này chính là Lộc Hàm. SM đấu tranh đến cùng để bảo vệ quyền lợi của mình. Sau một khoảng thời gian dài, đến tháng 7 năm 2016, tòa án chính thức tuyên xử, hợp đồng của Chris và Luhan với SM sẽ tiếp tục có hiệu lực đến năm 2022, đúng theo thời hạn mà cả hai đã ký với công ty lúc đầu. Ba anh em nhà bồ câu vẫn phải đóng tiền đều đều cho SM mỗi năm. SM ở thời điểm đó chia sẻ, chúng tôi không thể tiết lộ chi tiết về phán quyết, nhưng theo quyết định của tòa án và việc giải quyết giữa các bên liên quan, SM sẽ tiếp tục hợp đồng với Crips và Luhan cho đến năm 2022. SM sẽ tiếp tục quản lý các hoạt động của Crips và Luhan ở phạm vi ngoài Hàn Quốc và Nhật Bản. Cả hai phải chia thu nhập có liên quan với SM. Với Hoàng Tử Thao, SM cũng đã thắng kiện và phải chịu cái giá, tương tự hai người anh đi trước. Em có sai với ai đi nữa, em có làm cái gì đi nữa? Nếu chấp nhận trả giá, em cũng xin chấp nhận trả giá. Bạn biết câu hát video này không? Áp vào sự việc này, có vẻ như ba anh em nhà bộ câu đã phải trả một cái giá quá lâu. Cho đến lúc chấm dứt sự nghiệp vì bị phong sát, Ngô Diệt Phạm vẫn còn phải lo chia lợi nhuận với SM đến tận năm 2022 đã thế còn lợi phải chia, lỗ tự chịu, đúng là oái oăm mà. Sự nghiệp, toan toát, hết cả rồi mà vẫn phải lo, cúng, tiền cho SM, ai khóc nổi đau này. Theo tổ quốc,